Từ FE-S2, chúng ta sẽ điều chế ra H24. Chúng ta trải qua tất cả là 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là FE-S2, chúng ta sẽ đi tới dụng oxy để sinh ra SO2. Giai đoạn thứ hai, SO2 tác dụng oxy để biến thành SO3. Và giai đoạn thứ ba, SO3 chúng ta đi tác dụng với nước để tạo thành H2SO4. Ở đây chúng ta có hai lưu huỳnh. Như vậy các bạn, đây hai lưu huỳnh. Hai lưu huỳnh đủ. Điều cầu chúng ta là tính lượng dung dịch H24 98%, biết hao hụt là 10%. Hiểu như thế này, hao hụt 10% thì hiệu suất ở đây sẽ bằng, em sẽ lấy 100 trừ đi hao hụt là lượng mất đi. Thế bây giờ hiệu suất bây giờ còn lại là 90%. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tính như sau. Em sẽ lấy 300 tấn, em nhân cho 80, em chia cho 100. Đây là khối lượng Fe-S2 phản ứng. Em chia cho 56 cộng 32 nhân 2. Đây là khối lượng, đây là số mol của Fe-S2 phản ứng. Em sẽ nhân cho 2 là ra mol của H2E4. Em nhân cho 98 là ra khối lượng chất tan. Lấy khối lượng chất tan, em nhân cho 100, em chia cho C. C ở đây là 98. Thì ra M dung dịch do hiệu suất đạt 90 thì chúng ta sẽ nhân cho 90 chia cho 100. Khi đó chúng ta tính được khối lượng dung dịch H2E4 bằng 360 tấn. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu C.